Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ dành để nói một chút về trang bị cho Mavic 7. Video này sẽ chỉ nói sơ lược thôi, tức là trang bị nó gồm có những cái yếu tố gì và nó gồm có những cái thành phần gì để có thể giúp các bạn như là có một cái nhìn tổng quát, rồi giúp chọn ra những món đồ ưa thích, giúp up những món đồ ưa thích và có thể giúp một phần nào đó trong việc lọc ra những món đồ thừa nữa. Thì trước hết mình xem qua một cái trang bị đi. Thì bạn thấy đây là một cái trang bị điển hình. Thì nó sẽ có những thành phần sau. Thứ nhất là cái chỉ số này, chỉ số 85 các bạn. Thì cái này người ta gọi là cái level của trang bị, level á. Thứ hai là chỉ số cộng 9 này, tức là chỉ số up trang bị lên bạn enhance á. Ở dưới này có một cái ký tự về set trang bị. Và cuối cùng là cái màu sắc của trang bị nữa. Mình sẽ nói đầu tiên là về set trang bị, thứ hai là về cái màu trang bị hay còn gọi là cái gray các bạn, gray trang bị, thứ ba là cái level và cái thứ tư là cái chỉ số 9 main stat, và tiếp tục mình sẽ nói cuối cùng đó là về cái chỉ số sub stat. Thì trước hết về set trang bị đi, thì hiện tại nhà máy Mavic 7 đang có khoảng 13 set trang bị, trong đó Wyvern là có 3 set, Speed Hit và Critical. Golem có 3 set là Attack, Health và Defense. Banshee có 4 set là Resist, Destruction, Lifesteal với lại Counter. Và cuối cùng là Azimanax sẽ có 3 set là Unity, Immunity và Rage. Các set này lại chia ra thành những bộ 2 và bộ 4 nữa các bạn. Ví dụ ở đây mình có Resist set là một bộ 2, thì các bạn có thể thêm cái dòng này, nó ghi là set 2 thì tức là bộ 2. Ví dụ như một cái set lifesteal thì set 4 thì tức đây là một cái set 4 các bạn. Thì set nó chỉ đơn giản nhiêu đó thôi, tóm lại là có 13 set và có set 2, set 4, tức là trong một nhân vật sẽ có tối đa được 3 set 2 hoặc là một set 4 và một set 2. Thì tiếp đến mình sẽ nói đến cái grade, tức là cái màu trang bị đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy hiện tại là đang có 5 màu, tức là một cái là không màu hay là màu nâu, xanh lá, xanh dương đến màu tím và cuối cùng là màu đỏ. Thì cái màu mà theo thứ tự các bạn, tức là màu không màu, màu xanh lá, xanh dương, màu tím, màu đỏ, thì cái màu mà càng cao thì cái số dòng substat nó xuất hiện khi mà chưa nâng level nó sẽ càng nhiều. Ví dụ như một cái vũ khí không màu thì hiện tại khi chưa nâng level nó không có một dòng substat nào hết. Ngược lại thì với một vũ khí màu đỏ khi chưa nâng level thì nó đã có sẵn 4 dòng substat này rồi. Thì màu đỏ nó có gì xịn hơn so với không màu? Thì màu đỏ nó có sẵn 4 dòng substat. Thì khi bạn up cái vũ khí lên á, nếu như mà một vũ khí không màu thì nó sẽ hiện random ra 4 dòng substat mới. Tức là khi mà up cộng 3, cộng 6, cộng 9, cộng 12 nó sẽ ra random 4 dòng. Xong rồi up cộng 15 nó sẽ up 1 trong 4 dòng nó đã random ra. Trong khi cái vũ khí màu đỏ này á, nó có sẵn 4 dòng rồi các bạn. Thì các bạn up lên từ từ nó sẽ những cái chỉ số trong cái dòng này nó sẽ nâng lên thêm luôn, tức là nó cộng dồn luôn luôn. Cho nên là các bạn thấy là một vũ khí màu đỏ hay còn gọi là Legend á, nó xịn hơn rất là nhiều so với một cái vũ khí mà không có màu. Thì cái cách mà up cái dòng substat nó rất là đặc trưng trong Mavic 7 các bạn. Ví dụ một vũ khí màu xanh lá nó có một dòng trước rồi đúng không? Thì khi các bạn up lên cộng 3 nó sẽ nâng cái dòng này lên. Xong rồi cộng 6, cộng 9, cộng 12 nó sẽ cho ra 3 cái dòng sub tiếp theo. Và cộng 15 thì nó sẽ nâng một trong 4 cái dòng sub đã có. Tương tự với vũ khí màu xanh dương thì nó có sẵn 2 dòng sub, cộng 3, cộng 6 nó nâng 2 cái dòng này lên. Một trong 2 dòng hoặc là 2 dòng. Xong rồi cộng 9, cộng 12 nó ra 2 dòng sub mới random và cộng 15 nó nâng tiếp 1 trong 4 dòng đã có. Vũ khí màu hồng thì có sẵn 3 sub, tức là cộng 3, cộng 6, cộng 9 nó sẽ nâng cái dòng sắp đã có lên, cộng 12 nó random một dòng. Và cuối cùng là màu đỏ thì nó có sẵn 4 dòng sắp rồi, cho nên khi nâng lên thì nó chỉ nâng những cái dòng sắp này thôi. Thì ý nghĩa của cái màu vũ khí này là gì? Đó là khi mà cộng 12 á, thì nó sẽ luôn luôn có 4 dòng sắp các bạn. Nhưng mà rõ ràng là các màu càng cao hơn thì cái vũ khí đó càng xịn hơn. Ví dụ như màu đỏ xịn hơn màu tím xịn hơn xanh dương. Và màu xanh lá với không màu là về sau các bạn sẽ auto bán màu xanh lá thì không màu. Tiếp tục thì mình sẽ nói đến cái level của vũ khí các bạn. Là cái số 70 này á. Trước đó thì người ta sẽ xài cái nhóm là tier, nhưng mà sau này đã đổi về thành level rồi. Thì cái này các bạn hiểu nôm na là level càng cao thì chỉ số càng cao thôi. Tuy nhiên thì có những cái nhóm level nó sẽ đồng đều chỉ số với nhau. Không nhất thiết là, ví dụ ở đây một vũ khí 70 không nhất thiết là nó sẽ cao hơn một vũ khí 67.
hay là 69 chẳng hạn, bởi vì bản chất nó vẫn là những cái nhóm tier nhưng mà nó hiện lên cho mình là con số thôi. Thì theo mình tra trên mạng á, thì tier 1 tức là T1 sẽ tương ứng từ 1 đến 15, tier 2 sẽ tương ứng từ 16 đến 30, tier 3 sẽ tương ứng từ 31 đến 45, tier 4 từ 46 đến 60, tier 5 từ 61 đến 75, tier 6 từ 76 đến 85, và tier 7 là từ 86 trở lên. Thì các bạn chỉ nên quan tâm khoảng tier 5, tier 6, tier 7 thôi, tức là ghi từ 61 trở lên thôi. Thậm chí là về early mid game á, thì các bạn chỉ quan tâm từ đầu 70 trở lên thôi, có thể dưới một chút là 67 thì nó cũng tương đương 70. Rồi 85, 88 là những cái món đồ xịn. Thì cái tier này nó có ý nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa là nó sẽ giúp các bạn biết được món đồ nào xịn hơn món đồ nào á, nhưng mà không nhất thiết là ví dụ như đồ 85 không nhất thiết nó phải xịn hơn hẳn đồ 78. Như các bạn thấy ở đây, mình ví dụ một món đồ level 78 nó cho attack 12%, đồng thời một món đồ level 85 thì attack cũng 12% luôn. Cho nên là cái ý nghĩa ở đây là những cái nhóm tier chung với nhau á, thì nó sẽ có sức mạnh ngang ngửa với nhau. Cho nên là tại đây nhiều người sẽ nhầm lẫn là đồ 85 xịn hơn đồ 78 chẳng hạn, và họ sẽ chẳng quan tâm đồ 78, nhưng thực ra là nó cùng một tier các bạn. Cho nên là sức mạnh của nó cũng ngang nhau á, thì các bạn xài đồ 78 hay 85 đều được hết. Thì tiếp theo mình sẽ nói đến main stat các bạn. Thì các bạn nhìn vào nhân vật của mình á, bạn sẽ thấy hai cột đồ. Thì cái cột ở bên đây này các bạn sẽ có là một cái vũ khí, một cái nón, một cái giáp. Cái cột bên đây thì sẽ có dây chuyền, nhẫn và giày. Thì tương ứng main stat của vũ khí nó sẽ cộng attack. Các bạn thấy main stat của vũ khí nó cộng attack. Main stat của nón nó sẽ cộng máu, cộng health. Và main stat của giáp nó sẽ cộng defense các bạn. Và main stat của ba món cột bên này nè, tức là vũ khí, nón, giáp, nó sẽ cộng là stat không phải phần trăm, stat trắng chứ không phải phần trăm. Ngược lại thì bên đây bạn thấy dây chuyền và nhẫn và giày nó sẽ có khả năng cộng được phần trăm. Thì các bạn xem cái bảng này, cái bảng này là mình lấy trên kênh YouTube của K-Gaming các bạn có thể tham khảo kênh YouTube của anh này. Thì cái bảng này anh này anh làm ra một cái bảng về main stat. Thì như nãy mình nói đó, về dây chuyền, nhẫn và giày nó có khả năng cộng được phần trăm, và phần trăm attack, phần trăm máu, phần trăm death. Thì ngoài ra có những chỉ số đặc biệt mà mỗi món sẽ đặc trưng riêng. Ví dụ như giày nó sẽ cộng speed, và speed là cộng stat trắng nha các bạn, chứ không có cộng phần trăm thì nó bá đạo quá. Speed sẽ cộng stat trắng, và chỉ có giày mới cộng được speed. Nhẫn sẽ cộng thêm effectiveness và effect resistance phần trăm, và chỉ có nhẫn mới cộng được hai thứ này thôi. Và dây chuyền sẽ cộng thêm phần trăm crit, phần trăm tỷ lệ crit và phần trăm crit damage. Chỉ có dây chuyền mới cộng được hai thứ này thôi. Và mình đang nói về cái main stat nha các bạn, tức là chỉ số chính đó. Điều này có ý nghĩa là gì? Điều này có ý nghĩa là nếu như bạn tìm một cái dây chuyền mà đi cộng speed, là điều đó không, hoàn toàn không thể xảy ra được. Đồng thời là nếu bạn đi tìm một cái giày mà cộng crit damage cho cái đứa DPS của bạn á, thì cái giày không có cái giày nào mà cộng crit damage cả. Đang nói về main stat nha các bạn. Cho nên là các bạn sẽ chú ý khi mà các bạn rèn đồ hoặc là tìm đồ á, giày đặc trưng của nó sẽ là speed, nhẫn thì effectiveness, effect resistance, và di truyền sẽ là phần trăm crit và phần trăm crit damage, là những chỉ số đặc trưng. Ngoài ra attack, máu và death thì cái nào nó cũng có khả năng cộng được hết. Và mục tiêu chọn của mình là như thế nào? Mục tiêu chọn của mình sẽ ưu tiên chọn các chỉ số phần trăm các bạn. Chọn các chỉ số phần trăm và chọn speed. Tuy nhiên sau một đợt cập nhật cách đây khá là lâu rồi, thì các chỉ số mà flat á các bạn, flat stat á, là chỉ số không phải phần trăm á, nó đã cố định ở một mức cao nhất có thể. Cho nên sẽ có những ngoại lệ nhất định. Tất nhiên là những ngoại lệ này sẽ dành cho những cái lối build dị thường, ví dụ như là Angelica đi đấm người ta thì có thể sẽ cân nhắc xài attack flat thì nó sẽ cao hơn là attack phần trăm. Tuy nhiên thì những cái lối build này nó khá là dị và chỉ số khác biệt cũng không nhiều lắm á, cho nên nguyên tắc chung là các bạn hãy ưu tiên chọn cái phần trăm và speed ở ba cái món đồ di truyền, nhẫn và giày này. Một cái mẹo nhỏ trong việc nhìn cái main stat của dây chuyền, nhẫn và giày á các bạn, là cái main stat này khi mà cộng 15 á, nó sẽ gấp 5 lần cái chỉ số hiện có ở đây.
Ví dụ ở đây mình đang có một cái giày cộng hạt tắc 12% đi, thì khi mình cộng 15 thì nó sẽ nhân 5 lần cái chỉ số này lên, tức là 12 nhân 5 là 60% hạt tắc, mình sẽ có một cái giày cộng 60% hạt tắc. Thì cái điều mình vừa nói nó sẽ tương tự với nhẫn và dây chuyền. Thì cái mẹo này nó sẽ có ích khi các bạn dự đoán chỉ số, các bạn build hero lên thì nó sẽ có cái bảng chỉ số ở đây nè các bạn. Thì các bạn có thể dựa vào cái chỉ số dự đoán đó mà các bạn tính chỉ số để build sao cho hợp lý. Thì tiếp theo mình sẽ nói được substat đi. Substat là những cái dòng nhỏ dưới này nè các bạn. Mình quay lại cái bảng hồi nãy thì bây giờ mình sẽ coi cái substat. Thì trước hết là ở ba món là vũ khí, nón và giáp. Thì substat nó có gì đặc trưng? Thứ nhất là substat của nó sẽ có đầy đủ các substat cần thiết hết. Tuy nhiên các bạn thấy tự nhiên cái cột nón này nó dư ra so với giáp và so với vũ khí thì nó có gì? Thì các bạn bây giờ cứ tưởng tượng đi, vũ khí là dùng để chém lộn đúng không? Chém lộn thì chỉ số phòng thủ nó sẽ không có, cho nên vũ khí nó sẽ không có sub phòng thủ. Các bạn sẽ thấy ở đây không hề có defend và phần trăm defend. Ngược lại với một cái áo giáp các bạn mặc vô để phòng thủ đúng không? Các bạn đâu có thể nào là lấy áo giáp chọi người ta được. Thì cái chỉ số ác tắc và phần trăm ác tắc sẽ không có mặt trong substat của áo giáp. Đó, các bạn lưu ý là áo giáp thì không có sub ác tắc, vũ khí thì không có sub đếp, nón thì có đầy đủ các sub. Cho nên khi các bạn mà chọn đồ rèn đồ á, mà các bạn đi tìm một vũ khí cho thằng tăng cơ á, mà các bạn đòi vừa có sắp máu vừa có sắp đép, một vũ khí vừa có sắp máu vừa có sắp đép là không bao giờ xảy ra nha các bạn, tại vì vũ khí không hề có sắp đép. Ngược lại, các bạn rèn một cái áo giáp cho một đứa DPS, các bạn đòi vừa có crit damage vừa có ạt tắc luôn, thì một cái áo giáp mà có ạt tắc không bao giờ xảy ra nha các bạn. Thì các bạn lưu ý, mình nhắc lại một lần nữa, đó là áo giáp thì không có sắp ạt tắc, mà vũ khí thì không có sắp đép, là đó đơn giản vậy thôi. Còn bên dây chuyền, nhẫn và giày thì khá dễ dàng, tức là nó có sắp gì cũng được, miễn là nó không trùng với cái mang, tức là substat của ba cái dây chuyền nhẫn giày nó sẽ không trùng với cái mang stat. Tức là một dây chuyền cộng mang là HP là máu phần trăm á, thì sắp nó sẽ không tồn tại cái phần trăm máu được. Thì mình chọn cái sắp này như thế nào thì theo ý kiến riêng của mình là luôn luôn chọn sắp phần trăm, tức là ưu tiên những cái sub phần trăm và sub là speed hơn là những cái sub mà flash hơn là những cái điểm trắng đó các bạn. Tại vì phần trăm là thường nó sẽ tăng nhiều hơn so với những cái điểm trắng. Vậy thì quay lại, mình biết là sub nó cộng như vậy rồi, nhưng mà cái chỉ số này nè nó hoạt động như thế nào? Mình sẽ coi thấy cái bảng ở đây. Cái bảng này mình lấy cái nguồn là epic7x.com, các bạn có thể lên và tham khảo. Thiệt ra cái bảng đầy đủ của nó sẽ có từ tier 1 tới tier 7, nhưng mà ở đây người ta ngắt ra từ tier 5 đến tier 7, tại vì early mid khi các bạn đi hunt được rồi là các bạn chỉ xài đồ level 70 hoặc là cùng tier với đồ level 70 trở lên, thì các bạn không xài những cái đồ ở dưới, cho nên là người ta cắt bớt đi. Thì cái cách đọc của cái bảng này á là các bạn nhìn như thế này nè, các bạn đừng có quan tâm cái cột này, các bạn nhìn cái đống này thôi, tức là mình quan tâm tới sub thôi mà. Đó, các bạn nhìn cái đống này là các sub có thể lấy được. Rồi xong rồi, dựa vào cái món đồ của bạn đang xài thì các bạn dò, ví dụ ở đây là bạn xài đồ 70 thì bạn dò cột tier 5, bạn xài đồ 85 thì bạn dò cột tier 6, bạn xài đồ xịn trong raid trong arena thì bạn dò cột tier 7. Mình ví dụ cái dễ đi, ví dụ cái speed đi, là một cái sub rất nổi tiếng trong game. Thì với cái speed đó, một món đồ tier 5, tức là một món đồ khoảng level 70, min sub của speed sẽ là 1, max sub của speed sẽ là 4. Điều này có nghĩa là như thế nào? Đây các bạn, ví dụ một món level 70, tức là khoảng tier 5 á, hồi nãy các bạn thấy là min sub là 1, max sub là 4. Điều đó có nghĩa là khi cái dòng này nó, khi cái dòng speed nó xuất hiện trên đây thì tối thiểu nó sẽ là 1 và tối đa nó sẽ là 4. Khi chưa cộng gì hết nha, tối thiểu nó là 1 và tối đa là 4. Và khi cộng lên rồi, nếu như cái dòng speed này tiếp tục được tăng lên á, thì nó sẽ cộng vào tối thiểu là 1 và tối đa là 4 một lần nữa. Có nghĩa là ở đây nếu như dòng speed này nó đã cộng 2, thì khi up lên mà cái dòng speed này nó tăng lên á, thì khả năng nó sẽ lên tối thiểu là 2 cộng 1 là 3 speed, tối đa là 2 cộng 4 là 6 speed. Có nghĩa là tối thiểu là 3 speed, tối đa là 6 speed. Cái đó là cái cách tra của cái bảng. Thì tương tự các bạn sẽ coi đây là attack, defense và HP, phần trăm.
rồi resist, rồi effectiveness, crit damage, crit chance, speed gì đó. Thì nói tóm lại á, cái những chỉ số min max này nó sẽ xuất hiện khi nào? Thứ nhất là nó sẽ xuất hiện khi món đồ của bạn cộng không á, tức là nó sẽ xuất hiện khi bạn rèn đồ á. Ví dụ bạn rèn đồ mà bạn ra một cái dòng attack 4%, tức là món đồ đó là hơi bị phế rồi đó, nhưng mà bạn rèn đồ bạn ra một cái dòng sắp anh tắt 8% mà, thì mình thấy là món đồ này xịn, thì cái cách hoạt động nó vậy. Thứ hai là khi mà nó up vào cái dòng sắp đã có, ví dụ như bạn đã có một dòng anh tắt 1% rồi, các bạn up lên cộng 3, cộng 6, cộng 9 gì đó mà nó tăng vào trúng cái dòng anh tắt đó, thì nó có khả năng tăng từ 4-8% anh tắt rồi, đơn giản gì thôi. Thứ ba là khi nó ra một dòng random mới á, thì nó cũng ra trong cái khoảng này đó. Nếu như mà đồ của bạn là tier 6 thì cái bảng này á, các bạn nên giữ lại để dò, để chọn gear, bởi vì khi rèn đồ cũng như khi up đồ á, thì mình sẽ định hướng được là món đồ này có nên xài tiếp hay không, có nên up tiếp hay không á các bạn. Tại vì up đồ là một quá trình gian nan, cần tốn rất là nhiều tiền và đồ thừa và những cái charm, cho nên là nhiều khi các bạn sẽ ngại up đồ, bởi vì nó trả ra cái gì hết bạn, up cả tỷ món đồ luôn mới được một món đồ, mà một đứa cần tới 6 món đồ lận. Cho nên là nếu mà các bạn có cái bảng này để tra cứu thì có thể dễ dàng hơn trong việc chọn đồ. Ví dụ như là một đứa gây đam thì có thể cần attack cao cao một chút, có thể cần crit damage, crit chance cao cao một chút, thì cao là như thế nào, mà cao một chút là như thế nào, mà thấp là như thế nào, thì các bạn có thể dùng cái bảng này để tra được. Thậm chí là có thể nên nhớ một vài chỉ số đặc trưng luôn, chẳng hạn ví dụ như attack defense máu thì khoảng 7-8% là cao, speed thì khoảng 3-4 speed là cao, crit thì khoảng 6-7 crit là cao, còn tỷ lệ crit thì khoảng 4-5 tỷ lệ crit là cao đó. Còn effect với lại resist thì ít khi xài, cho nên người ta ít khi nhớ cái dòng này, nhưng mà nó cũng tương tự với attack defense máu thôi. Rồi thì mình vừa trình bày xong cái hệ thống gear trong Epic 7 rồi. Nó có thể hơi dài và hơi khó, nhưng mà tóm lại thì nó sẽ có những cái điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất là về set thì có khoảng 13 set, có set 4, có set 2, thì tùy mà các bạn muốn xài set nào các bạn sẽ gắn vô. Thứ hai là về cái màu thì có từ màu không màu cho tới xanh lá, xanh dương, tím và màu đỏ. Thì thường là không màu với xanh lá sẽ auto bán, auto sell á, thì các bạn sẽ xài chủ yếu là xanh dương, tím, đỏ. Thì xanh dương có 2 sub, tím 3 sub, đỏ 4 sub. Và cái up lên từ từ thì sẽ nâng cho cái số lần mà up vào các dòng sắp sẽ phụ thuộc, sẽ bằng với lại cái số dòng sắp mình có. Ví dụ như một món đồ tím có 3 dòng sắp thì up nó sẽ có 3 lần up vào 3 cái dòng này, và lần thứ 4 nó sẽ ra một dòng sắp mới, và lần cuối cùng là lần cộng 15 nó sẽ up vào 1-4 dòng. Tương tự đồ đỏ có sẵn 4 dòng sắp thì nó sẽ up là nó up 4 dòng sắp này thôi. Đồ xanh nó có 2 dòng sắp, nghĩa là số lần up dòng sắp nó sẽ bằng với lại số dòng sắp có, nghĩa là có 2 dòng sắp thì nó up 2 lần vào 2 dòng sắp, rồi xong 2 lần tiếp thì ra 2 dòng mới, rồi xong rồi lần cuối cùng thì nó sẽ up dòng 1 dòng 4 dòng đó. Thì đó là cái màu. Thứ ba là về cái level, thì level càng cao càng tốt, mà sẽ chú ý nhất là hai cái nhóm tier level cuối cùng là 6 với 7 là khoảng từ 69 71, 72, 73, 74, 75 gì đó, thì trong khoảng đó là xịn. Cái nhóm thứ hai là khoảng từ 79, 85, 79, 80, 81, 85 là cái nhóm thứ hai là xịn. Và nhóm cuối cùng là cực xịn là cái nhóm 88, là các bạn chỉ đi raid có hoặc là mua đồ trong arena mới có thôi. Ví dụ ở đây mình có một cái rìu 88 mình hốt ở trong arena về, thì đây là cái nhóm mà xịn nhất, level 88, tier cuối. Thì thứ ba là main stat. Main stat thì các bạn vô hero các bạn sẽ thấy ba món bên đây, tức là kiếm, nón và giáp, nó sẽ là flat main stat. Còn ba món bên đây nó sẽ cộng phần trăm main stat được. Và đặc trưng của dây chuyền sẽ là crit damage, crit chance. Đặc trưng của nhẫn sẽ là cộng effect với lại resist. Đặc trưng của giày sẽ là cộng speed. Ngoài ra thì có thể là phần trăm attack, phần trăm def, phần trăm HP, nó có thể ba món này có thể cộng được. Rồi xong là về main stat. À, cái main stack của cái đám bên này nè, thì khi cộng 15 nó sẽ gấp 5 lần main stack khi chưa cộng gì hết. Rồi, rồi tới substat thì hơi khó nhớ nha, thì các bạn nó có cái bảng rồi tra. Về substat thì thứ nhất là các bạn có cái bảng để tra coi là mỗi lần up lên nó sẽ ra sub như thế nào, cao thấp ra sao. Thứ hai là sub của mấy món này nó sẽ không trùng với main được. Ví dụ như main là crit hit damage đi thì sub sẽ không có critical hit damage được.
Và cuối cùng là sub của kiếm sẽ không có defense và sub của FF sẽ không có attack. Rồi, hết phim, trời ơi mệt ghê. Hy vọng những điều mình vừa nói sẽ giúp ích cho các bạn, không nhiều thì ít, không ít thì cũng một tí 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 xíu. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.